dần dần chơi tí nha mẹ. Chơi ở đây thôi nghe con. Mẹ đón xe một cái. Oh no. Có xe nó gần tới mà sao chưa thấy nữa ta. Ủa mới đây mà hai đứa nhỏ đâu rồi cả? Ủa mới đây mà chị hai chạy đâu rồi? Con có mình nên con vậy da hân? Yêu chị hai đâu mất tiêu rồi. Mẹ đã dặn là chơi ở đây thôi mà chạy đi đâu mất tiêu rồi không biết. Chị hai hồi về no đòn với mẹ nè. Con kiếm chị hai phụ mẹ coi da hân. Mẹ ơi, làm như chơi giống nhăn mẹ ơi. Thì ra là trốn ở đây no với mẹ nè. Hoàng Kim giả làm nàng tiên cá nè. Chỉ có ghép cái mặt vô vậy thôi. Các bạn đã thử ghép cái mặt làm nàng tiên cá hay làm một cái nhân vật gì chưa các bạn? Các bạn bình luận ở dưới cho mình biết với nghe. Anh Út ơi, tổ chim kìa. Đâu? À, tưởng cái tổ nào ai về cái tổ chim đó. Để anh kiếm cục đất bự bự anh chọi cho nó rớt xuống chơi coi. Thôi anh Út ơi, đừng có chọi nó, lỡ có trứng chim hay chim con gì, rớt tội nghiệp nó. Oh no. Em nói chậm quá, anh chọi xong rồi. Con chọi cái gì vậy Vĩnh? Con chọi với cái tổ chim nó rớt xuống chơi cô Năm ơi. Thôi tha cho nó đi con ơi. Chả lỡ có chim con hay trứng chim nó rớt xuống bể tội nghiệp nó. Con cũng nói gì đó mà anh Út Vĩnh cũng chọi gì đó mẹ. Với cái cây còng này hồi đó bây giờ là nhiều ong dữ lắm. Con chọi lơ mơ chúng đó ong một cái nó mà gượt là con chạy không có kịp đâu đó. Bữa hổm con chọi bị lần rồi bị ong chích con nhảy xuống sông luôn á cô Năm. Các bạn ơi, có bạn nào bị ông gượt giống Út Vĩnh cho các bạn bình luận ở dưới cho mình và mọi người cùng biết nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều, tạm biệt các bạn.